Hello mọi người, đây là vlog số 39. Ơ, 39 không mực? 39 thần thuyền. Vlog này sẽ được up gần ngày Valentine, ngày 14 tháng 2. Vậy cho nên là tôi và Long sẽ xưng hô tao mày. Chó này. Mong là mọi người xem vlog này sẽ thật là vui và thật là tràn đầy tình yêu. Bởi vì đây là một vlog rất là tình cảm. Tình yêu bao giờ xuất phát từ tình bạn đúng không? Nên chúng ta sẽ làm bạn. Không được có những cử chỉ tình cảm nhá. Bạn bè thôi, tao mày ấy. Bọn mình bằng tuổi á mọi người. Mọi người rất hay gọi anh Long nhưng mà lại xưng tớ cậu với mình. Chả hiểu kiểu đéo gì. Tức thật. Chào Dương, bọn mình muốn mời anh Long. Tại sao? Lịch trình ngày hôm nay thì chắc là bọn mình sẽ đi loanh quanh, đi chơi các thứ ngoài đường thôi. Tại vì thời gian vừa rồi làm việc khá là nhiều và toàn ở nhà. Ôi, hôm nay trời ẩm đấy, em ơi, mưa rồi. Hôm nay mưa phùn mà. Thế sao đi xe máy được? Đi được. Mọi người nhìn thời tiết Hà Nội đi. Có camera chả nhìn gì cả. Hà Nội dạo này siêu ẩm luôn, lại còn mưa. Đây cho mọi người xem. Đây là chỉ số độ ẩm trong nhà nhé. Trong nhà thôi đấy, 87%. Không hiểu ngoài đường là như thế nào nữa. Mở cửa ban công ra là không thấy tòa nhà trước mặt luôn, mà một làn sương khói mờ nhân ảnh như Sapa luôn. Như tận thế luôn. Bạn nào hay ngắm Hà Nội từ trên cao sẽ thấy Hà Nội rất giống với thành phố Gotham. Gotham trong phim gì nhỉ? Người sói à? Đúng rồi. Phim gì? Batman. Đúng rồi. Cái nào đúng? Cái cả hai đều đúng. Sao Batman với người sói lại giống nhau? Gì? Batman. Có xem đâu mà biết. Dự định của bọn mình là đến Yêu Mo Long Biên để ăn trưa và chơi loanh quanh ở đấy. Thế nhưng mà vì bây giờ trời rất là mưa, không thể đi xe máy được. Nên là bọn mình quyết định là sẽ bắt Grab. Trên quãng đường từ đây đến Yêu Mo Long Biên thì bọn mình sẽ drop mực ở một chỗ spa để cho mực tắm. Nếu mà đi ô tô ấy thì đi sẽ rất là lâu ấy mọi người. Chắc là bọn mình không thể chờ đến tận cái lúc đấy mới ăn được. Tại vì rất là đói. Cho nên là sẽ ăn tạm cái gì ở trước. Đi chạy. Bắt đầu xưng tao mày nhá. Bạn bè nhá. Thì nếu bọn mình đang là bạn bè thì bọn mình có được đi tán người khác không? Mình cơ bản thì rất là khó. Quẹt Tinder đi Long. Ngồi xuống. Chắn hết camera rồi. Tóc mãi đéo được. Thôi nghe. One hour later. Mình đã đến Yêu Mo Long Biên rồi mọi người. Nhưng mà chỉ có mỗi mình thôi. Tại vì sao? Tại vì vừa nãy lúc mà vừa đưa mực đến chỗ spa xong ấy, thì Yên Long bảo là trời hết mưa rồi, trời khô ráo đẹp đấy, muốn đi xe máy. Thế là mình bảo là thôi mày xuống xe, mày gọi Grab bike mày đi, còn tao đi taxi tiếp. Thế là Long làm thật. Mình thì tiếp tục ngồi trên cái taxi đấy và mình đã đến nơi rồi. Còn Long thì đã xuống xe và gọi một cái Grab bike riêng. Nên là bây giờ chưa đến. Mày hơi phiền rồi đấy. Sao lại phiền? Mày đến hơi muộn đấy. Tao đáng ra là tao đến nhanh thôi. Nhưng mà mình đi lên kia cái cầu mất một lúc quay đầu. Ai bảo mày đói xe máy? Tao chịu mà. Chịu. Mày bỏ bạn về để mày đi một mình. Đâu có, mày bảo tao đi một mình. Thế mà mày đi thật. Ừ. Bạn bè nói gì làm đầu. Người yêu nói gì thì làm ngược lại à? Mày thử yêu tao chứ. Tìm ngày. Hình như tao chưa đến đây bao giờ. Thật á? Ừ. Chưa đi Yêu Mo Long Biên bao giờ? Chưa. Thế bây giờ đi tao hướng dẫn nha. Bình thường ngày cuối tuần là kiểu ở đây rộng đến mấy lần rồi, đông kín luôn đấy. Mẹ đi cuối tuần bao giờ đâu? Đi rồi. Đi với ai? Mẹ. Ok. Mày đói không? Đói ạ. Đói rồi. Với kia có phút còn. Còn đông lắm. Thế thì đi lên mà ăn nhà hàng, sở tách kìa. Bạn bè có ăn nhà hàng không? Có. Đi lên lên là tình I make you look. Im, xưng tao mày chửi bon mồm thật đấy. A few minutes later. Mình thèm mì Coreno mà không biết ăn đâu nè, đi ăn mì với tạm. Cái gì? Mình là bạn bè là hay xin ăn khi dụng miền đúng không? Rồi. Bạn quý mình không? Út.
dâu đi. Cây ăn quay rồi, không ăn được. Đút cho tao đi. Bạn bè ai làm thế? Có mà. Bạn bè nào đấy? Bạn bè mập mờ. Đấy, nó mắc bản đục tục à? Bè ngồi tựa nhau. Tựa không? Tựa này. Tựa ghế mà. Tựa hai nhau này. Thế ngồi lùi ra. Hết chỗ rồi. Chỗ đất à? Bạn thân tựa được mà. Tựa là tao có tình cảm. Thế thì mày chết. Ai có tình cảm trước là chết. Mày mất bạn, mày chết. Thế chắc mày không chơi với tao nữa. Tại vì tao có tình cảm mày, mày không có tình cảm với tao nên tao buộc phải bỏ đi để con tim tao đỡ đau, nhưng mà đừng mất một phần bản thân. Tháng trước mày còn yêu người khác mà. Tháng nay tao yêu mày. Tao yêu người khác mà. Đấy, hey, tao lại phải bỏ đi, tao rất là buồn, nó mất một phần bản thân. Nó như cắt đi một cái cánh tay của mình. Tay trái hay tay phải? Mày vận đây nào. Hỏi làm gì? Giờ tôi và bạn tôi sẽ đi chơi bowling. Biết chơi không hả? Quay. Không biết thì bây giờ biết. Nhìn dân chơi chơi là ghê rồi. Cũng có người đấy. Nhưng mà vắng. Có bàn bia này. Thôi đi chơi thứ hai rất chuẩn, rất vắng. Vui phết nhỉ? Bạn tôi đã mua 1 giờ chơi bowling. Cái giày ấy bạn. Biết đi giày không? Tôi đi ạ. Nhớ cái chân lên. Thôi bạn bè ai làm thế? Có. Bạn nào mày cũng làm thế đúng không? Tao quý lắm tao mới làm thôi. À, tao thấy mày quý nhiều người lắm. À, mỗi mày. Thế tao đi giày cho. Vì thờ thà tao ghét tao mới đi đấy. À, đi cho bố. Đấy, tự đi vào đi. À. À, chật quá không vào được. Đéo gì, mày tự chọn mà. Xin. Đây nhá. Cầm quả bóng nhá. Biến thái quá. Cầm quả bóng nhá. Đúng rồi. Nhắc lên nè. Đấy, đưa hai tay. Rồi, xong ra đây nhá, ra đây. Đúng rồi. Trời ơi, tưởng gì. Ném xa xa ra, đừng có chèn cái vạch kia. Hay à? Thôi thế cũng được rồi. Đúng rồi. Đúng. Nhưng mà đấy là mày ném tay trái thì mày mới để cái chân trái ra đằng sau, chứ còn ném tay phải thì phải để cái chân còn lại cho chân. Ờ. Chân này. Chân đấy xong cho chân kia ra đằng sau. Bực cả mình. Ném lệch thế rồi mà vẫn lệch. Ném lệch thế rồi mà vẫn lệch á? Thì bình thường ném thẳng thì nó sẽ bị lệch. Nên là mình ném lệch thì nó sẽ vào giữa. Ném thẳng thì nó sẽ thẳng chứ. Không. Đâu, thử xem nào. Ném thẳng thì nó sẽ thẳng. Mày tự cứ này, kệ nào. Mỗi người phong cách riêng. Chả phong cách nào đây. Phong cách. Finish nó đi à? Hay à? Thầy ơi! Ôi! Lướt qua nhau. Mẹ mày. Mẹ tao làm sao? Mày phù phép đúng không? Chó này. Ôi giời, chuyên nghiệp quá. Ôi. Anh sao có phải là Nguyễn Hoàng Long vận động viên bowling? Tôi đã có một ngày tồi tệ. Sau cú ném trượt tại Olympic năm ấy, tinh thần của tôi dường như tôi bị chấn thương ngón tay do mổ tay quá nhiều, bây giờ tôi đã không thể hiện. Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy. Hôm ấy là sao? Mọi thứ nó rất là khủng khiếp. Tôi chuẩn bị ném bóng thì em ấy bảo em ấy không yêu tôi nữa. Từ đấy phát nào tôi ném nó cũng ra khỏi băng. Như cách em ấy đi ra khỏi cuộc sống của tôi à? Đúng. Cảm thấy đau tay. Đau mà thường phải lúc nào cũng là nâng bằng hai tay, xong kiểu chuẩn bị đi phát thì thả cái tay còn lại ra, nó là nó đi luôn. Gì đấy? À thế à? Thái cực quyền à?
hát các quyền bowling. Đúng rồi. Tuyệt vời. Cái gì đó? Tập. Ôi, mày giỏi như tao rồi đấy. Tao chuẩn bị rất là kỹ à, tập đi tập lại mấy lần. Tôi đã tập 5 ngày 5 đêm. Cái gì đấy? A few moments later. Ném một lúc Dương Phi lên tay các bạn ạ. Dương Phi làm mấy quả one shot hết. Cảm giác. Giờ có mỗi 2 quả. Ui rồi ôi. Lần thứ 3 rồi đấy các bạn ơi. Vỡ mồm con chó sồm. Cay. Cay lại hơn. Thời tới nhá, Dương thắng round 1 nhá. Round 2 là Long thắng nhá. Tại vì Dương đuối rồi, Dương mệt rồi. Mệt không ạ? Trời đau tay luôn mọi người ạ. Gãy ngón tay luôn rồi. Chúng ta rút ra bài học là sau đi chơi bowling thì chúng ta không nên mua 1 giờ và chúng ta chỉ nên mua theo game thôi. Bây giờ chúng tôi đã chuyển sang một bộ môn khác. Đi à. Phải mấy tháng rồi không bắn nhỉ? À mày mới bắn mà. Ờ vừa bắn với bạn. Thế thì người mấy tháng không bắn chỉ có là tôi thôi. Xem cái trình độ là. Ây à. Đặt scopes. Vãi. Cái gì đấy? Ui. Thử nghiệm thành công. Ui. What the fuck. Gì đấy ạ? Đây thì gọi là cái con 14 ở đây đúng không? À thế ạ. Thì tôi bắn đập. À. Đập thì nó đập vào đây. Nó đập vào đây. Thật không ấy? Thật không? Trước khi đánh tao đã bảo thử nghiệm còn gì rồi. Đấy, ok. Ai à, sợ quá. Ồ. Bạn Nguyễn Hoàng Long, bạn tôi. Đến thời của bạn rồi đấy. Bạn thấy thật điều này nhiều không? Đấy. Ơ kìa. Camera đã ghi lại được. Bạn giấu đi đâu? Ơ kìa. Kéo thì vậy. Vào rồi. Vào mặt bây giờ. Bạn này quá lâu rồi, còn cái không vào. Tuyệt. Không vào nữa gì. Đéo hiểu. Đéo hiểu gì mà xảy ra. Mệt không bạn? Úi dồi. Gì hả? Phong cách bắn của bạn khác nhỉ? Bạn không nghĩ gì à? Trong này nó là phân tích, là hóa học, là sinh học, vật lý, kinh lắm. Chứ không liên quan đến toán học đúng không? Mới thành công của lối đi chắc nó không giống VR online nhỉ? Ây dạ, bạn Long của tôi ơi. Mày có làm được không? Tao hỏi thật. Tao không. Ây à. Nhưng mà ghê vẫn ghê. Bạn Long của tôi. À, bạn ra được con 8 hôm nay. Rồi. Lần đầu tiên tôi thấy có cơ thủ chiến thắng một ván nhưng mà trông mặt rất mệt mỏi. Tôi ghét đi à. Thắng xong về giải nghệ luôn. Sau hơn 2 tiếng rưỡi gì đấy chơi bia và bowling, chúng tôi đã kiệt sức, đôi bạn kiệt quệ. Hát karaoke đi cho nó private. Đâu rồi hả? Đâu bên này nè. Tại đây
tôi, bạn Long tôi đang quay lại chơi audition nhảy ao trên máy tính nên là ta nên ta và mày nên hát mấy bài trong ao đây. Cho nó hoài niệm đấy, nhưng phải đổi tao mày nhá. Ngôi nhà hoa hồng, let's go. Cho tay nghe đi đã. Tao hát đúng dấu nhá. Và tình yêu em ai mỗi khi nhìn thấy mày. Taxi về kiểu tắc đường, ngồi trên xe lâu quá, thế là kiểu hơi say xe ấy, mệt ấy. Đi về đấy mất tiếng rưỡi. Nói chung là đang rất mệt, đang không muốn quay nữa. Nhưng mà sẽ cố gắng quay nốt một đoạn nữa cho nó đỡ cụt. Thề luôn, Hà Nội nồm nên là đầu vừa gội xong, vừa gội hôm qua xong mà như là chưa gội một tuần vậy. Đặc biệt là gì nhá, kiểu khi mà thấy đâu bết này là sẽ đi gội đầu. Nhưng vấn đề là đầu không bẩn. Bình thường là đầu bẩn gãi thì sẽ ra bẩn bẩn đúng không? Đấy, gãi nó rất bon tay. Nhưng mà đây là đầu nó rất sạch nhưng mà tóc nó vẫn bết. Nên là lúc mà gãi ra đầu ấy mọi người, nó không ra một cái gì cả. Nó rất trơn, nó rất sạch ấy, thế là gãi còn bị đau ấy. Mày lại không? Bạn bè trái hỏi mày lạnh không cả. Tự nhiên gần đây tao cảm thấy tao muốn quan tâm mày hơn một chút. Nếu như thế là sau rủ đi là bắt đầu bảo bận. Bắt đầu là đi nói với đứa khác là hình như thằng Long thích tao. Đấy. Tạm biệt Long. Đã mà
cảm vlog là bạn bè rồi cứ yêu với chả đương. Tự nhiên có tình cảm chịu ơi. Thì ơi chịu thôi, lại nói ra làm gì. Phải nói ra không giữ ông lòng khó chịu quá. Thì đấy, nếu mà nói ra là mất bạn. Kiểu gì chả mất, kiểu không thì không. Nếu mà không nói ra thì sẽ từ từ rồi nó sẽ hết. Nó chỉ là cảm nắng thôi, nó chỉ là crush thôi. Chắc gì có nhiều người cảm nắng mãi mà không hết luôn. Thì lúc đấy thì là chuyện khác. Bạn phải lý trí lên. Chả có lý trí, tao cảm xúc. G mà S to the I to the M to the P. 10 seconds later. Nếu anh với em là bạn thân và anh không bao giờ yêu được em mới buồn. Đồ ăn đấy mà mày lấy đi. Buồn. Alo. Rồi ạ. Ôi tỉnh lại Long ơi. Đây chỉ là nhập mẹp vai thôi Long ơi. Không phải thật đâu Long ơi. Chứ rồi Long không quay mấy chủ đề nhập vai được rồi. Thật quá, không thoát ra được. Ăn thôi. Đói chưa? Đói chưa? Nhắc. Câu trả lời là có. Đói chưa? Chưa à? Bắt đầu à? Thì thôi. High five. High five. High five. Nằm xuống. Ví dụ mình học chung một trường xong mình là bạn thân xong phải sợ anh thích em là em sẽ không bao giờ kiểu thay đổi à? Thì chắc gì lúc mình là bạn thân anh đã thích em mà anh phải lo. Thì biết đâu anh lại thích em thì sao? Nhưng sao lại là anh và em? Mày tao chứ. Không, bỏ cái trò đấy đi. Anh muốn nói câu chuyện này. Thế hết luôn à? Không dưng mày tao nữa. Không chịu nổi nữa, buồn lắm rồi. Thật á? Anh đã giờ thích bạn thân chưa? Chưa, nhưng mà có cảm giác đấy sao? Thật á? Cho ba mất. Tại lúc mình yêu nhau mình cũng hay chơi với nhau và nhiều khi anh cũng cảm thấy em cũng giống bạn thân của anh thật. Kiểu mình có cái connection bạn thân của nhau và trong lúc mình đang yêu nhau. Nên là vừa nãy lúc mà anh tưởng tượng em là bạn thân thật đấy thì anh sẽ bị kiểu buồn và chó ấy. Đau lắm mực ạ. Đau ở đây này. Thường nếu là bạn thân thì em sẽ không thích đâu. Nếu là bạn thì có thể mình làm bạn thôi, đừng là bạn thân thì em sẽ thích anh. Và con tim anh đã vui trở lại. Có cách ở này. Không sao đâu Long à. Tao với mày mãi là bạn. Bạn thôi nhá. Thân là cách một thời gian đi. Tao sẽ quay lại. Nếu tao yêu người khác. Tao sẽ quay lại. Và tao sẽ quay lại. Nó no, sẽ có hai kiểu. Nó sẽ quay lại. Nó sẽ quay lại. Nó sẽ quay lại. Ok mọi người ơi, bây giờ đã là rất muộn rồi. Chúng tôi đã quay cái vlog này quá lâu rồi. Đúng vậy. Cho nên là cái vlog này sẽ kết thúc ở đây thôi. Và chiếc bye vlog bye. Chiếc vlog này sẽ được up vào gần ngày Valentine. Vậy nên chúc mọi người có một ngày lễ tình nhân ở bên cạnh những người mình yêu thương, ở bên cạnh những người bạn và có thể thành người yêu hoặc mất bạn hoặc... Bạn có lời khuyên gì không ạ? Chả có lời khuyên gì. Nếu bạn thích bạn thân của mình thì bạn nên xuống địa ngục cùng tôi. Nếu thích bạn bình thường thì sao? Thì bạn có thể lên thiên đàng nếu như bạn thành công. Không là mọi người xem vui à. Bye bye. Bye bye. Tay nào. Bye bye. Bye bye. Bye bye.